Hôm qua sếp gọi cho chị, nói là muốn mua bản quyền của hai quyển truyện Nắng và Em và Mưa và Ngày Vắng của tác giả Thành An để chuyển thể thành phim điện ảnh. Chị có đọc hai quyển truyện đó rồi và thấy là có rất là nhiều chất liệu để làm phim điện ảnh. Cho nên ngày mai về thành phố, em tìm số của tác giả Thành An, gọi cho người ta và ngỏ lời là mình muốn mua bản quyền nha. Em biết rồi ạ. Với lại em cũng tìm mua hai quyển truyện đó về đi. Khi mà mình đọc rồi, mình hiểu kịch bản, mình hiểu nội dung rồi thì mình sẽ dễ để tìm biên kịch có màu phù hợp với phim để chuyển thể thành kịch bản phim điện ảnh hơn nha. Dạ chị. Mà chuyện hôm qua em Chị sẽ bỏ qua cho em chuyện đó. Lúc đó chắc là em đang say cho nên em không nhớ mình nói gì đâu. Em biết mình nói gì chứ? Em không hề say. Tất cả những lời nói hôm qua đều là thật lòng hết. Em không biết mình nói gì đâu. Em biết. Em biết mình thích chị từ lâu rồi. Chị chỉ coi em là đồng nghiệp thôi. Nhưng em không muốn coi như vậy. Chị không muốn em nói tới chuyện này nữa nha. Quanh. Dạ. Mấy hôm nay công việc sao rồi? Dạ công việc vẫn ổn chị. Chỉ có trục trặc nhỏ là sắp xếp lịch trình quay cho diễn viên, nhưng mà tụi em đã khắc phục rồi. Nếu mà còn gì thì cứ gọi cho chị nha. Dạ, ok chị. Chị gọi em. Mấy cái này là sao vậy? Em cũng ghi rõ trên nốt rồi nè. Không phải là chuyện này. Ý là tôi đã nói rõ với cậu là tôi chỉ xem cậu như đồng nghiệp thôi. Hy vọng là cậu đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Và đây là công ty, không nên đem chuyện riêng vào. Dạ em xin lỗi. Anh khỏi nhìn đi đâu hết trơn á. Ngoài em ra không có ai hay tặng cho anh như vậy đâu. Cảm ơn em. Từ lần sau em không cần phải tặng anh đâu. Có gì đâu, em muốn như vậy mà. Mà anh Khải, mấy bữa nay đi công tác á, anh có mệt lắm không? Anh bình thường, tại công việc cũng không nặng lắm. Vậy anh có chuyện gì vui không? Có chứ. Chuyện gì vui vậy? Anh kể em nghe được không? À, anh với cả chị Như có mua chút quà tặng cả phòng mình này. À đây. Đó, nhắc đến quà cái là tính cả người luôn.
Đây. Cảm ơn mọi người nha. Đây là quà của mình mà chị Như tặng mọi người. Cảm ơn. Của em đâu? Đây. Đây là quà của em. À, quên mất. À, anh với cả chị Như có nhìn thấy anh diễn viên kiêm ca sĩ Khang Nguyễn. Xin chữ ký cho em này. Trời ơi. Anh Khải. Anh biết là em hâm mộ anh Khang Nguyễn. Anh nhớ luôn hả? Em cảm ơn anh nhé. Không, em hiểu lầm rồi. Không, mọi người hiểu lầm rồi. Ý tưởng đó là của chị Như. Em sẽ cảm ơn chị Như, em sẽ cảm ơn chị Như nữa. Trời ơi. Mấy anh mấy chị ơi, mấy anh mấy chị coi nè. Trời ơi, anh Khải xin cho em đó. Thấy anh thương em chưa? Trời ơi. Trời, em hạnh phúc quá. Em cảm ơn anh Khải nhiều nha. Không sao. Em mời chị. Tôi không muốn đâu. Lần trước tôi nói rõ rồi mà. Cậu đừng có làm vậy nữa. Làm vậy tôi thấy không thoải mái chút nào hết. Em mua cho mọi người nữa mà chị. Yo! Ba mươi phần trăm đường, 70% đá, đúng khẩu vị của chị mà. Chị uống đi. Chúc chị ngon miệng. 100% em xin phép ra ngoài ạ. Ý anh Khải muốn nói là anh sẽ trao cho mình 100% ngọt ngào, 100% tình cảm. Đúng là ngọt hơn hẳn. Ngọt quá anh ơi. Ngon. Ngọt. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.